Chào các bạn đến tin nhanh 247. 11 chiếc phân khối lớn ngon lành nhất năm mà bạn nên chọn cho mình ngay và luôn. Koski là khá thành công trong năm nay khi có 3 trong 11 mẫu xe được độc giả cái trang Vision Down bình chọn là tốt nhất trong cùng một khúc. Xe 125cc tốt nhất, KTM 125 đúc. Thành viên nhỏ nhất của gia đình KTM đúc đã có những nâng cấp là toàn diện trong năm 2007. Với kiểu dáng thừa hưởng từ người đàn anh KTM 1290 Super Duke A và các chiếc mô tô 125cc sở trên mình động cơ xanh đơn với dung tích 124.7cc sinh ra công suất 15 mã lực tại vòng tua máy 10.000 một phút. Trang bị cho khối động cơ cũng khá nhẹ và chỉ nặng ở mức 137kg. Xe còn được trang bị thêm hệ thống phanh ABS của Bosch. Xe 300cc tốt nhất Koski Versi X300cc. Cái mẫu xe được đánh giá là tốt nhất trong năm 2007 trong một khúc là 300cc là chiếc Aventador cỡ nhỏ Koski Versi X300. Xe sở hữu cái bình nhiên liệu rất lớn 17 lít cho phép đi gần quãng đường là 390km khi mỗi lần đổ đầy bình xăng. Trang bị động cơ DOC 2 xi lanh làm mát loạn dịch với dung tích 296cc. Động cơ sinh ra công suất cực đại 39.2 mã lực tại vòng tua máy 11.500 phút. Cùng với đó là mô men sắt cực đại 25.7 Nm tại vòng tua máy 10.000 phút. Đi kèm với đó là hộp số cấp cung cấp bộ liên hợp kép ướt và hệ thống chống khóa bánh khi dùng số cấp Liberlus. Xe 500-600cc tốt nhất Ducati Sportster 797. Trong một cúp mô tô cỡ trung, Ducati Sportster 797 được bình chọn là cái mẫu xe tốt nhất trong năm 2007. Về mặt ngoại hình, cái dòng xe này không khác biệt nhiều so với người đàn anh 821. Thiết kế đặc trưng với khung lưới mắt cáo giúp cho xe nhẹ hơn nhưng vẫn đảm bảo có độ cứng chắc. Cung cấp sức mạnh cho Sportster 797 là có động cơ T-Twin 803 phân khối làm mát bằng gió. Công suất cực đại của cỗ máy này đạt được 75 mã lực tại vòng tua máy 8.250 phút. Cùng với đó là mô men xoắn cực đại 69 Nm tại vòng tua máy 5.750 phút. Sportster là dòng xe dễ điều khiển nhất của nhà Ducati, phù hợp với phố phường đông đúc. Aventador tốt nhất KTM 1290 Super Aventador SA. KTM 1290 Super Aventador SA đều được trang bị trên mình có động cơ là V-Twin LC8 độ LC8 với góc độ là 75. Dung tích 1301cc. 1290 Super Aventador S có công suất tối đa 160 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm. Còn chiếc 1290 Super Aventador A cho công suất cực đại 177 mã lực và mô men xoắn cực đại 141 Nm. Đi kèm với đó là hộp số cấp đã được tinh chỉnh là cái phần mềm điều khiển trong EQ. Hai cái mẫu xe cao cấp của nhà KTM đều được trang bị công nghệ điện tử tối tân. Thiết kế rất đẹp mắt với thân vỏ bằng cái vật liệu composite mới nhẹ hơn. Màn hình hiển thị đa thông tin với TFT với kích thước là 6.5 inch và trang bị thêm cổng sạc USB tiện dụng. Cruiser tốt nhất Jump Bodyville Popper được đánh giá lớn hơn chiếc Ducati X-Adibel cho công suất 156 mã lực. Jump Bodyville Popper xuất sắc giành được danh hiệu chiếc Cruiser tốt nhất cho năm 2007. Cái dòng xe này sử dụng khối động cơ xanh đồi làm mát bằng chất lỏng với dung tích 1.200 phân khối cho công suất ra là 76 mã lực tại vòng tua máy 6.110 phút. Cùng với đó là mô men xoắn cực đại 106 Nm tại vòng tua máy 4.000 phút. Hộp số là loại 6 cấp. Mức tiêu hao nhiên liệu cho mỗi 100km là 4.1 lít. Xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Nickelback tốt nhất Koski Z900 là mẫu xe thay thế cho người tiền nhiệm Z800. Kawasaki Z900 được bình chọn là dòng Nickelback tốt nhất cho năm 2007. Xe vẫn dùng ngôn ngữ thiết kế Tsukumi đặc trưng, khá dữ dằn và bắt mắt. Cái dòng xe này trang bị động cơ DOC 4 xà lan hàng với dung tích 948cc cho công suất cực đại 126 mã lực, tăng thêm 12 mã lực so với người đàn anh là Z800.
Cổ máy này có liên hợp chống trượt khi dòng số Alice and Liberus. Cái mẫu xe hoài cổ tốt nhất, Jerm Tradition A, với phong cách là cao fantasy, lấy cảm hứng từ những chiếc Jerm đời 1967. Tradition A được bình chọn là chiếc diesel tốt nhất cho năm 2007. Xe được trang bị động cơ SOC 2 xilanh, thay phong cách của thập niên 1960 với dung tích 1200cc, sinh ra công suất là 97 mã lực, mạnh mẽ hơn tới 60% so với phiên bản trước đây. Động cơ là 6 cấp số, giãn nhiệt bằng các nước và gió. Mẫu xe Taiga phân khối lớn nhất tốt nhất, Yamaha T-Max. Cái mẫu Maxi Cruiser của nhà Yamaha đã đánh bại mỗi thủ đồng hương của Honda XIDV để trở thành chiếc xe Taiga tốt nhất cho năm 2007. Đây là mẫu xe được ưa chuộng nhất ở thị trường châu Âu, với con số là hơn 200.000 chiếc được người dùng từ năm 2001. Chiếc Yamaha T-Max được trang bị động cơ 4 thì xanh đồi làm máy vọng dịch với dung tích 530cc cho công suất 33.8kW tại vòng tua máy 6.705 phút và mô men xe cực đại 53 Nm tại vòng tua máy 5.250 phút. Sportbike tốt nhất, Suzuki CSX R1000R. Dù phải cạnh tranh với những thủ đáng gồm như là Husky ZX10R, Yamaha EZR1 hay là chiếc BMW S1000RR, và cái mẫu Sportbike của nhà Suzuki vẫn được bình chọn là mẫu xe tốt nhất trong năm 2007. Suzuki cho biết đây là cái dòng GSX-R nhanh và nhẹ nhất từng sản xuất, sổ cái động cơ 999.8cc cho công suất cực đỉnh 202 mã lực, tạo ra tỷ lệ công suất và trọng lượng vô cùng ấn tượng 1:1. Mô men xoắn cực đại 117.6 Nm tại vòng tua máy 10.800 phút. Sport Touring tốt nhất, Koski Z1000XS. Cái chiếc Koski Z1000XS được xây dựng trên cùng cái hệ thống khung sườn động cơ mới của Z1000. Với màn hình là khác biệt, xe có tay lái cao, bình xăng phù hợp với kinh nghiệm đường trường. Cái dòng xe này vẫn dùng cái động cơ DOC 1043 phân khối 4 xà lan hàng làm mát bằng chất lỏng cho công suất 142 mã lực tại vòng tua máy 10.000 phút. Cùng với đó là mô men xoắn cực đại 111 Nm tại vòng tua máy 7.300 phút. Z1000XS tăng tốc từ 0 đến 100 km/h, mất trong vòng 3.3 giây, đạt tốc độ tối đa 247 km/h. Tourer tốt nhất trong năm, BMW K1600B. Cái mẫu đường trường mới nhất của nhà BMW được mệnh danh là gã khổng lồ, với khối động cơ bền bỉ, lớp sơn cái màu đen huyền bí, cùng với những trang bị hiện đại sang trọng, BMW K1600B đang xứng đáng với cái danh hiệu là xe Tourer tốt nhất năm 2007. Cái dòng xe này trang bị động cơ là 6 xi lanh thẳng hàng tiêu chuẩn 2 Euro 4 cho công suất 160 mã lực tại vòng tua máy 7.705 phút và mô men xoắn cực đại 175 Nm tại vòng tua máy 6.500 phút. Cảm ơn bạn giống này được kế tiếp, nhớ like, share, subscribe. Suzuki nâng cấp Nikkei 1/50cc, quyết tâm đánh sập Honda và Yamaha. Theo đó, Suzuki CSX S150 bản độ có cái tông màu xám cam độc đáo cùng với dàn áo hoàn toàn bằng sợi carbon. Xe có cản trước cùng với lớp bảo vệ ôm gần hết phần động cơ. Cái chỗ để chân đẩy lùi về phía sau, cái lớp lõi IRC. Yên ngồi có chỗ tựa lưng và đuôi xe được vuốt đẹp mắt cùng với tấm biển số cắn trên lớp sau cỡ lớn. Hốc đèn pha tạo dáng nhột chiến binh đường phố thực thụ. Chế độ còn có cái đầu tay cầm cứng và gương chiếu hậu gắn ở cái tay cầm cúp xuống dưới. Cái cụm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn được thay bằng loại kết hợp giữa analog và kỹ thuật số để tăng thêm cảm xúc thể thao hơn. Hệ thống chiếu sáng hoàn toàn bằng LED. Hệ thống treo gồm phục ống lồng trước và giảm sóc đơn đằng sau. Phanh xe gồm phanh đĩa cho cả hai bánh trước và sau. Sức mạnh của cái mẫu Suzuki CSX S150 bản độ có động cơ DOC 4 vành là máy bằng chất lỏng với dung tích 147.3cc. Động cơ này cho công suất tối đa 19.17 mã lực tại 10.500 phút.
mô men xe cực đại 14 Nm tại 9.000 vòng phút. Động cơ sử dụng hệ thống khung nhiên liệu trực tiếp, đi kèm với đó là hộp số sơ cấp. Mẫu xe còn được trang bị ống xả D-Bells, tăng thêm cái độ hấp dẫn cho hoạt động của xe. Xe có hai tông màu cam và xám độc đáo. Bánh sau cỡ lớn cố gắng tấm biển số ở trên. Yên ngồi có chỗ tựa lưng. Đèn pha kiểu chiến binh đường phố rất hấp dẫn. Đèn hậu dạng LED. Lớp áo bằng sạc bồn rất là đẹp. Cái ống xả hiệu Devils tăng thêm cái sự hấp dẫn và tiếng nổ rất là thanh thoát cho xe.